Vâng ạ, em luôn xin hân hoan gửi lời kính chào tới toàn thể các bác. Và kính thưa các bác thân mến, trong clip tiếp theo này thì luôn xin được trân trọng giới thiệu và test chất âm để cho các bác cùng tất cả quý anh chị em cùng tham khảo và trải nghiệm đánh giá độ chi tiết và cái độ ngọt ngào của một đôi la hàng bãi xịn đến từ thương hiệu của Mỹ. Tên sản phẩm là JBL, mã sản phẩm là SGX725. Đôi loa này sở hữu đó là 2 bát 40 từ neo và là dòng 2 côn, sử dụng tép leo côn 100 các bác nhé. Thưa các bác của anh em thân mến, với những đôi loa SGX725 hàng đẹp xuất sắc, zin nguyên bản thì hiện tại thì cửa hàng em đang chào bán là 68 triệu đồng trên một đôi. Và bây giờ sẽ không để làm mất thời gian của toàn thể các bác của anh em cùng trải nghiệm, cùng tham khảo và cho ra ý kiến của mình về chất âm của đôi loa SGX725 này. Xin trân trọng kính mời toàn thể các bác. Ok, rất là cảm ơn các bác. Đúng ạ, chất âm phải nói là rất là chi tiết, sắc nét, ngọt ngào và không hổ danh là dòng loa số 1 trên thế giới. JBL vẫn mãi là đẳng cấp và SGX725 thì không hổ danh là, đúng ạ, bậc đàn anh trong những model và những phân khúc của JBL. Và thưa toàn thể các bác của anh em thân mến, để đôi loa này cho ra chất âm hay nhất thì các bác hãy sử dụng những con đẩy có công suất khoảng từ 1.200W tới 1.500W tới 1.800W trên một kênh nội trở 8 ohm. Và cái chất âm nó ra hay được đến đâu là tùy theo cái giá trị của cái đẩy các bác mua. Ví dụ cũng một con 1.200W nhưng 5 triệu thì chất âm nó khác. Con 1.200W nhưng giá 50 triệu thì giá nó khác các bác nhé. À thì chất âm nó khác ạ. Đó là em xin được tư vấn các bác của nhau như vậy. Loa JBL SGX725 hiện tại em đang còn 2 đôi hàng bãi. Các bác của anh em có nhu cầu mua sắm thì alo cho em. Các bác có thể mua riêng loa hoặc có thể ghép nguyên com cả bộ với những chiếc vang số, những bộ micro không dây cao cấp, những cái sản phẩm hàng 6 số của BBS đấy ạ. Thì em đều có sẵn để phục vụ toàn thể các bác nhé. Cảm ơn các bác. Em xin chào. Hẹn gặp lại các bác của anh em ở một clip tiếp theo ạ.